Mới đây tại Indonesia, một con tê giác Sumatra đã sinh con thành công tại khu bảo tồn Wai Kambas trên đảo Sumatra. Đây là con thứ ba của tê giác mẹ Ratu, 23 tuổi, và là con tê giác Sumatra thứ tư được sinh ra tại khu bảo tồn. Việc tê giác con ra đời hiếm hoi này giúp thúc đẩy nỗ lực bảo tồn loài động vật cực kỳ nguy cấp này. Theo Quỹ Thiên nhiên Thế giới ước tính, chỉ còn ít hơn 80 con tê giác Sumatra trên thế giới, chủ yếu sống ở các đảo Sumatra và Borneo của Indonesia.